Elecamin Plus, giải pháp cho gia cầm, tăng sản lượng và chất lượng trứng, khỏe mạnh, tăng trọng nhanh. Sản phẩm dạng dung dịch tan hoàn toàn trong nước. Elecamin Plus hỗ trợ trong điều trị giúp gia súc gia cầm phục hồi sau khi bệnh, tăng sức đề kháng chống bệnh, giảm stress do vận chuyển, chủng ngừa, thời tiết thay đổi, cắt mỏ, giúp hấp thu, chuyển hóa tốt các dưỡng chất trong thức ăn, ngăn ngừa tình trạng thiếu vitamin, giúp tăng trọng, cải thiện tỷ lệ đẻ, tỷ lệ ấp nở trên gia cầm. Tại sao cần cung cấp vitamin và axit amin? Hầu hết các vitamin và axit amin không tự tổng hợp được trong cơ thể động vật. Nếu bổ sung các vitamin và axit amin không đầy đủ theo nhu cầu, sẽ dẫn đến rối loạn, tác động đáng kể đến tăng trưởng và biểu hiện sinh sản của động vật. Elecamin Plus là một giải pháp vitamin, axit amin hoàn hảo, được hình thành để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng toàn diện cho gia súc, gia cầm. Sử dụng Elecamin Plus đảm bảo cho đàn gà luôn khỏe mạnh, tăng trọng nhanh, tăng năng suất trứng, có hiệu quả vượt trội so với các sản phẩm khác. Thành phần trong sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, vì vậy nó không đòi hỏi thời gian ngưng sử dụng trước khi giết mổ hoặc lấy trứng. Dùng pha vào nước uống cho gia cầm liên tục 5-7 ngày với liều gà vịt nhỏ 1-20 lít cho 1 lít nước uống, gà vịt đẻ 20 lít cho 1 lít nước uống, gà vịt thịt 1 ml cho 1 lít nước uống. Một số kết quả thực nghiệm hiệu quả của Elecamin Plus. Hiệu quả của Elecamin Plus trên gà thịt từ 4-10 tuần tuổi. Những kết quả này chỉ ra rằng Elecamin Plus giúp cải thiện hiệu suất tăng trưởng và giảm tỷ lệ tử vong cho gà thịt đáng kể. Hiệu quả của Elecamin Plus trên gà đẻ. Kết quả cho thấy Elecamin Plus cải thiện đáng kể tỷ lệ đẻ trứng, trọng lượng và chất lượng trứng, cũng như FCR của gà. Dấu hiệu nào để biết gà thiếu hụt axit amin và vitamin? Khi thấy gà đẻ có hiện tượng giảm đẻ, trọng lượng trứng nhỏ, vỏ mỏng, hoặc gà con phát triển chậm, giảm ăn, lông mọc không đủ. Bổ sung Elecamin Plus trong bao lâu? Đối với gà thịt, khi thấy gà có biểu hiện tăng trọng kém, còi cọc, gà phát triển không đồng đều, thì bổ sung liên tục Elecamin Plus cho đến khi phục hồi, phát triển bình thường. Sau đó cứ bổ sung một tuần, ngưng một tuần và lặp lại như vậy trong suốt quá trình nuôi. Đối với gà đẻ, trong giai đoạn thai lông và mới rớt hột thì bổ sung một tuần, ngưng một tuần. Khi gà đẻ bắt đầu vào giai đoạn giảm trứng, thường là khi gà được 40-50 tuần tuổi hoặc tỷ lệ đẻ dưới 85% thì bổ sung liên tục trong suốt giai đoạn cho trứng còn lại. Sản phẩm có gây độc cho vật nuôi khi sử dụng liên tục không? Thành phần trong sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên nên không gây độc hại cho gia cầm. Tuy nhiên, nếu gia cầm thiếu hụt dinh dưỡng thì bổ sung liên tục. Khi gia cầm phục hồi thì bổ sung cách tuần để duy trì đầy đủ và cân bằng axit amin và vitamin, đồng thời cũng giúp giảm chi phí trong chăn nuôi. Sử dụng Elecamin Plus có làm giảm lợi nhuận thu vào không? Khi sử dụng Elecamin Plus sẽ giúp tăng sản lượng thịt, sản lượng trứng và giảm hệ số tiêu tốn thức ăn, giảm bệnh tật, do đó giúp tăng lợi nhuận. Elecamin Plus, giải pháp cho gia cầm, tăng sản lượng và chất lượng trứng, khỏe mạnh, tăng trọng nhanh, sản phẩm dạng dung dịch tan hoàn toàn trong nước.